Phương Trang rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Hạnh Phúc Quanh Ta, chuyên mục Mèo Nhỏ Niềm Vui Lớn. Các bạn thân mến, mụn thịt là những phần thịt dư thừa trên cơ thể của mình. Có thể nó sẽ xuất hiện ngay trên phần da hở bên ngoài, khiến cho chúng ta cảm thấy vô cùng là vô duyên và mất đi tính thẩm mỹ của làn da. Làm sao để có thể loại bỏ mụn thịt một cách nhanh chóng? Xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng gặp gỡ khách mời trong chương trình ngày hôm nay nha. Khách mời của chúng ta ngày hôm nay đó chính là diễn viên MC Thanh Mai, giám đốc thẩm mỹ viện BB Thanh Mai. Xin chào chị Mai. Xin chào Trang và xin chào quý vị khán giả. Chị Mai ơi, theo như em được biết thì da của mình cũng có rất là nhiều cái vấn đề, như là ngoài như da mụn nè, rồi nám, tàn nhang, thì có một số ít người lại có cái mụn thịt trên cơ thể cũng như là trên mặt nữa. Thì mụn thịt thì nghe nó cũng hơi bị lạ lạ một tí xíu, không biết là những cái biểu hiện như thế nào để mình biết được đó có phải là mụn thịt hay là không? Thực ra thì mụn thịt á, thường thấy là biểu hiện ở trên cái phần mắt, dưới mắt của mình. Và những cái mụn li ti như vậy là to nhỏ có thể khác nhau, nhưng mà đa số đường kính nó sẽ từ 1 đến 2 mm, và cái màu sắc của nó thì có thể là hơi trắng ngà, trắng đục một chút. Thực ra thì mụn thịt thì nó cũng chia làm hai phần, một cái thì lành tính và cái ác tính. Đối với lành tính thì đó cũng chỉ là những cái tuyến mồ hôi thôi, và do những chất keo tạo thành ở dưới thì nó tạo nên những mụn thịt, và mụn thịt giống như cái hạt cơm bé như vậy, thì chúng ta không có lo ngại gì hết. Nhưng mà đối với những loại mụn thịt mà ác tính, nếu chúng ta thấy được rằng là cái biểu hiện của nó rất là nhanh, kích thước phát triển rất là lẹ trong thời gian ngắn, đồng thời là chúng ta thấy là cái màu sắc của nó hoặc là những cái viền xung quanh của nó cũng có những cái điểm gì hơi đặc biệt, hơi khác lạ một chút, thì chúng ta đừng ngần ngại đến ngay chuyên khoa để chúng ta có thể thăm khám và điều trị, vì đôi khi cái đó nó có vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe chứ không chỉ là vấn đề về thẩm mỹ đâu. Theo như chị Mai chia sẻ thì có nghĩa là có những cái lành tính và những cái ác tính. Thì riêng đối với những mụn thịt mà lành tính thì chúng ta có những cái biện pháp nào để có thể ngăn chặn cũng như là loại bỏ được cái mụn thịt này ngay tại nhà được hay không chị? Trong khuôn khổ tại gia đình của mình thì Mai cũng xin phép được chia sẻ một số những cái bí quyết mà chúng ta có thể sử dụng với những cái rau củ quả thiên nhiên của mình để có thể điều trị. Nhưng mà tuy nhiên nó sẽ có những cái đòi hỏi sự kiên trì, và đồng thời đi nữa là nó cũng có những cái hạn chế về cái hiệu quả. Nhưng mà tuy nhiên dù sao đi nữa thì nếu chúng ta có cái sự chăm sóc thì cũng vẫn tốt hơn. Chúng ta có thể sử dụng nửa quả chanh tươi, chúng ta trộn với lại 2 thìa mật ong, trộn thành cái hỗn hợp, và chúng ta cũng sẽ dùng, có thể là chúng ta bôi trực tiếp hoặc là chúng ta dùng cái bông gòn thấm vào, và chúng ta cũng đắp lên cái vùng mụn thịt để 30 phút, và chúng ta nếu mà xin thì cố gắng làm 1 đến 2 lần trên một ngày. Nhưng mà quý vị lưu ý là khi mà chúng ta sử dụng chanh tươi thì chanh thì cũng có tác dụng làm sáng, có vitamin C rất là nhiều, làm sáng cái vùng da của chúng ta. Ngoài điều trị mụn thịt thì cũng giúp cho cái làn da xung quanh cũng được tốt hơn, nhưng mà nó sẽ làm cho da của chúng ta mỏng. Do vậy là khi mà đi nắng thì quý vị lưu ý là nhớ phải có kem chống nắng thật là cẩn thận. Và chúng ta đến với cách thứ hai là chúng ta sử dụng rau má. Rau má rất là mát, rất là tốt. Chúng ta dùng với nước cốt rau má để chúng ta cũng có thể thoa lên cái vùng bị mụn thịt. Hoặc là chúng ta sử dụng cách thứ hai là chúng ta lấy rau má, chúng ta đun sôi lên, rồi chúng ta pha với nước, hoặc là chúng ta để ấm ấm một chút, thì chúng ta lau trên cái vùng mà bị mụn thịt. Thì như vậy cũng là một cái cách để có thể ngăn ngừa cũng như là điều trị cho vấn đề bị mụn thịt. Nhưng mà đương nhiên là chúng ta đòi hỏi sự kiên trì rất là nhiều, và chúng ta cũng đừng nên kỳ vọng quá nhiều, bởi vì dù sao đi nữa những cái dân gian thì nó cũng đòi hỏi cái sự thường xuyên và chăm sóc đều đặn và cũng sẽ cải thiện được. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta vẫn trong khuôn khổ gia đình của mình, trong ngôi nhà của mình, thì chúng ta vẫn vừa làm công việc nhà rồi chúng ta lại chăm sóc thêm một chút nữa cho làn da của mình, thì cũng là một cái cách hữu hiệu để chúng ta cũng cảm thấy cải thiện được cái vấn đề về mụn thịt, và cũng chưa kể là chúng ta sẽ luôn luôn có thói quen là chăm sóc yêu thương chính bản thân mình, quý vị ạ. Và với như những cái chia sẻ của chị Mai thì em có thể hiểu là một điều rất là đơn giản thôi, nếu như mà mình muốn có được một cái vẻ đẹp vĩnh cửu mà đẹp mà khỏe nữa thì chắc chắn là mình phải kiên trì rất là nhiều theo thời gian để chăm sóc bản thân mình rồi. Cảm ơn chị Mai đã đến với chương trình ngày hôm nay, và Vân Trang cũng xin được gửi lời cảm ơn nhãn hàng viên uống Hoa Thiên đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.